Hai, Long mến chào cô chú anh chị em, chào tất cả mọi người ngày mới nha. Hôm nay Long làm gì? Lên chia sẻ cách trộn nước để mình xịt gầy nhện đỏ cũng như gầy diệp ở trong vườn mà mình trồng rau sạch mà mình không xịt thuốc á, là những cái con đó nó hút mà mình không xịt nó là nó hút những cái cây của mình nó không lớn nổi, nó không phát triển được. Cho nên là hôm nay Long chia sẻ, Long sử dụng nhiều lắm. Như là trong vườn con có trồng cà cà tím á, rồi rất nhiều, rồi mấy con nhện đỏ luôn, cho nên là con thấy hiệu quả rất là cao. Thì con muốn chia sẻ cho cô chú anh chị có trồng rau sạch mà mình muốn làm theo hữu cơ thì con sẽ chia sẻ nha. Đây là cái bột soda nha, con lấy cái muỗng muỗng ăn kem mà thường thường đi quán kem á. Nói chung thì tỷ lệ của đang trộn là kiểu như một muỗng soda đây. Một muỗng soda. Một muỗng soda đó. Rồi cộng thêm là dầu ăn hay là bất cứ loại dầu. Nói chung là dầu dầu gì mà mình có thể sử dụng được. Đừng có lấy dầu gió nha. Cái đây là dầu dừa. Thì trong mua đồ đó rồi cái dầu dừa này nó quá hạn rồi người ta tặng để mình sức da tay rồi đó thôi, để cho những con trùng muỗi đốt rồi đó. Này, dầu dầu này dầu dừa mà kêu là muỗi cắn đâu nè, có mận đỏ là mình sức lên nó cũng hiệu quả cao, nhưng mà quá hạn rồi người ta tặng thì đang đem sử dụng về cái vườn ở ngoài ha. Đây là cũng là một muỗng dầu ăn nha, mình không có dầu này thì dầu ăn nè. Nói chung thì dầu ở trong nhà bếp rồi đó đó. Rồi thêm một cái nữa là nước rửa chén. Đang chọn nước rửa chén này là nước rửa chén thiên nhiên, nó không có hóa chất. Đây nước rửa chén này có thể là mình rửa rau ha, rửa rau sạch mình ăn nó. Ở bên đây là cái bằng ủ hoành ở bên Đài á. Loại đây thì mình mua nó hơi giá nó hơi cao thì các bạn có thể đi tìm, là nói là sử dụng trong nhà bếp, nhưng mà cái loại nước rửa chén sạch là để mình có thể rửa rau, rửa cái gì đó mình ăn á. Và cho thêm một muỗng nước rửa chén nữa nha. Cứ mỗi cái thì Lân trộn vô một muỗng, thì cái tỷ lệ là một muỗng đó. Cái muỗng mà lớn này Lân nghĩ chắc có cũng bao nhiêu không không mình không cân thì mình không biết, chỉ có lấy cái muỗng lường thôi, không biết bao nhiêu. Nhưng mà Long làm như vậy thì Long trộn với 1 lít nước nha, đó Long trộn với 1 lít nước. Nói về tỷ lệ gì thì các bạn không có lường thì không có cân á, nhưng mà mỗi lần làm thì mình đâu có cân được đâu. Nói chung thì mình lấy cái muỗng hay cái gì đó mình lường thôi đó, chứ còn cân số lượng thì mỗi lần làm mỗi lần cân nó hơi 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 cực thôi. Cho nên là Long cũng làm theo cái nó lấy cái gì mình lường thôi nè, lường gì thì mình bỏ vô thôi, mình trộn đều nha. Khi mà mình bỏ vô nước á, trước khi mình bỏ vô nước thì nên để ở ngoài mình trộn cho nó đều đi, mình hãy bỏ vô nước nha. Chứ mà bỏ vô nước rồi cái nước xà bông á nó không trộn đều với những cái vợt này á là nó ra bọt nhiều lắm. Cho nên là mình chọn đều đi, mình đã đổ vô đó, mình chọn đồ đều xong rồi mình bỏ vô cái bình 1 lít đây, bỏ vô rồi mình khuấy cho nó đều lên. Nó tổng cộng là 3 muỗng mà ăn trộn xong là chắc hơn 2 muỗng này. Cái ly này mình xách nước mình đổ vô mình quậy nha. Rồi đang bỏ nước vào trong cái ly này, quậy cho nó tan ra hết. Rồi mình đổ cho nó đủ là 1 lít nước. Bình đây là bình 1 lít. Mình quậy cho nó đều lên. Mình xịt cái loại đây thì
nên sạch dọc buổi chiều, trời mát mát. À, đừng có sạch dọc buổi trưa nha. Dịch bỏ trưa sợ, Lan sợ là nó kêu nhiều khi mình hơi quá tay nó bị cháy lá. Còn các bạn sợ thì mình bỏ ít lại một chút xíu. Nhưng mà xịt cái đây rất là hiệu quả luôn. Trộn cho nó đẹp lên, sóc nó đẹp lên. Tan hết. Rồi bây giờ mình đi xịt nha. Đây, con cho cả nhà xem. Cây đây là cái cây cà pháo. Đoan trọng nó rất là tốt luôn. Thì bị mấy con nhện đỏ nó đeo thì ngày hôm qua con Loan có xịt một lần. Nó xịt một lần thì cả nhà xem cái những cái con ở trên cái lá đây nè, nó đen đen. Con sẽ lấy gần cho cả nhà xem nha. Rồi đây. Đây những cái lá này. Đó. Đốm đen 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 đen, đây là những cái con nhện đỏ nha. Này như như bên đây. Xịt một lần thì nó đa phần là nó chết là kiểu như là 80% rồi. Nó chỉ còn sót lại mấy con thôi. Nó còn xịt ngày hôm qua. Đây. Ở dưới đây nữa nè. Thì nói chung mình xịt là mình phải xịt ướt lá hết nha. Đó. Nó đổi màu rồi. Là nó chết rồi đó. Rồi khi mà bị nhện đỏ đeo á, là cái lá của mình nó bị gì đây nè. Nó. Rồi nó có dây có nhợ giống như là mấy cái dây nhện vậy đó. Đó. Rồi cái cây bên đây nữa. Cây này là cây cà tím nè. Cà tím bông của nó nè. Nó bị nó đeo rồi sơ sát luôn, nó đeo rồi là không không lớn được luôn. Thì mấy ngày qua cái sáng Long bận tưới nước á, rồi xong kêu để xịt xịt cái quên, cái không có xịt, chiều đi làm về trễ quá rồi cái không xịt nữa, cho nên là cứ ngày qua ngày rồi cứ để nó hút gì nè, nó sơ sát ở trên này là ngày qua Long xịt rồi nè, mà Long thấy là nó chết hết 80% rồi, nó cây nó đen lá, mấy cái con nhện đỏ nó đeo á. Nó đen hết trơn này chứ vẫn còn một hai con mà nó hơi đỏ đỏ nè. Đây. Đó. Đây. Những con nhỏ 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 gì đây nó còn hơi hơi cái màu nó hơi đỏ đỏ mà trắng trắng gì đó. Và những cái con đây nó còn sống ha. Con đem con xịt nha. Đó. Mình xịt thì mình xịt từ ở trên nè. Nó từ ở trên ở dưới xịt lên xịt cho nó ướt những cái nước đây là xịt là từ trên thịt xuống dưới là xịt cho nó ướt lá nha, nhớ là xịt cho ướt lá, cho nên là Lan khuyên các bạn là xịt dọc buổi chiều, buổi chiều là trời mát mẻ mình xịt ướt lá vậy nè, nó không ảnh hưởng đâu đó. Xịt một lần hai lần là nó chết hết trơn à, nó không còn nữa đâu. Cây bên đây Lan cũng xịt luôn rồi. Mình xịt cái này thì nếu mà cái cây mà đang ra bông ra trái á thì mình muốn ăn thì mình cũng nên để một tuần đi. Thì nói chung thì để một tuần cho nó mình tưới hay là trời mưa hay này kia á cho nó bớt cái chất này đi thì ăn nó không sao hết, nó không ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng mà mình muốn cho tốt cho mình thì mình cách một tuần rồi mình hái. Theo như Lan thì Lan thấy vậy đó. Còn các bạn như thế nào thì tùy các bạn nha. Đó Lan xịt vậy đó. Xịt cho nó ướt. Lá trên lá dưới, bề trên bề dưới á. Xịt cho nó ướt hết vậy nè. Hiệu quả rất là cao luôn. Các bạn mà nhà mà có trồng rau mà bị mấy con gầy. Mấy gầy nè, mấy nhện đỏ đó nó đeo là các bạn có làm thử đi. Làm thử đi biết như bông hồng á. Gầy đồ đeo cũng nhiều á. Đó, mình xách này mình xịt. Quả cao lắm. Xịt là nó mới hết. Chứ không là nó đeo á, cái cây mình nó không có phát triển được. Rồi. Hôm nay Con lên luôn chia sẻ cách mà mình trị gầy, trị nhện đỏ cho các bạn xem và tham khảo ha. Nếu ở nhà mà có mấy con đây thì các bạn làm thử nha. Rồi hôm nay Con chia sẻ tới đây nha. Con tạm dừng video ở đây nha. Bye bye.